Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Phúc. Sáng hôm nay 15 tháng 10, Tuyết Nhung bất ngờ nhắn nhủ Trường Sang khi thấy Trường Sang làm việc này. Đó là dòng trạng thái tin nhắn của Tuyết Nhung chia sẻ cùng với người bạn Trường Sang, một người bạn diễn của mình mà khán giả vô cùng yêu mến, cặp đôi áo màu đỏ, đó là Tuyết Nhung Trường Sang. Mọi người cũng đã ví đây là một cặp đôi hậu vệ kế thừa cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh. Thì thời gian vừa qua, cô chú anh chị chắc chắn cũng đã nhận được một tin rất bất ngờ, đó là mẹ ruột của Trường Sang đã ra đi mãi mãi ở tuổi 43. Đây là một sự mất mát rất lớn của Trường Sang, Trường Huy cùng với gia đình của mình. Trước đó, hai anh em cũng đã vội làm được một cái mini live show, có thể thấy là sự hiếu thảo của Trường Sang, Trường Huy dành cho người mẹ của mình. Khi ấy mẹ của Trường Sang đã bệnh và vừa trải qua cơn phẫu thuật, đã tổ chức một cái mini live show cũng như mừng sinh nhật của mẹ với chủ đề ước mơ của mẹ, để mẹ thấy được hai anh em giờ đây trưởng thành, biểu diễn trên sân khấu được khán giả vô cùng yêu mến. Thì trong đêm nhạc đó, Tuyết Nhung, Giác Long, Yuno, Thiên Ngân và rất là nhiều người bạn diễn, ca sĩ trẻ đã đến chúc mừng sinh nhật mẹ của Trường Sang. Chúc cho mẹ Trường Sang mau hết bệnh. Nhưng chúng ta thấy được bây giờ rất vô thường và mẹ của Trường Sang đã ra đi hưởng dương 43 tuổi. Trong khi đó, Tuyết Nhung cùng với Giác Long và các bạn trẻ đang chuẩn bị cho cái live show dấu ấn cung tơ hòa điệu cũng đã vội vàng gửi những cái bó hoa để đến chia buồn với Trường Sang và gia đình của mình. Thì rất là nhiều cô chú anh chị khán giả cũng đã gửi lời chia buồn đến với Trường Sang và gia đình. Thì mới đây Tuyết Nhung tiếp tục thấy cái hình ảnh đoạn clip quay lại cảnh Trường Sang đang ngồi ăn cơm chay của mẹ. Đó là sau khi cúng cơm cho mẹ xong thì Trường Sang ăn cơm chay cúng cho mẹ và nói rằng sắp đến cái thất đầu tiên của mẹ. Hình ảnh của Trường Sang giờ đây đang rất là hốc hác, đang rất là buồn khi sự cố này có thể nói đã làm cho Trường Sang cũng như Trường Huy của gia đình mất mát rất lớn. Thì Tuyết Nhung thấy được hình ảnh của Trường Sang ăn cơm chay của mẹ thì Tuyết Nhung có nhắn nhủ với Trường Sang là thương bạn, cố lên nha. 12 năm trước tôi cũng ăn cơm cúng của ba tôi đến hết 3 tháng 10 ngày đó. Đó là chia sẻ của Tuyết Nhung rất là thông cảm và hiểu được tâm trạng của Trường Sang ở thời điểm này. Vì 12 năm trước Tuyết Nhung cũng đã từng trải qua như vậy và đã ăn cơm của ba, tức là sau khi cúng cơm lại dùng cơm cúng của ba là ăn 3 tháng 10 ngày, tức là 100 ngày. Thì cả nhà cũng đã thấy được là ngày nay thời gian để mãn tang thường là 3 tháng 10 ngày, tùy theo cái điều kiện của gia đình mà có thể để lâu hơn hoặc là muộn hơn hoặc là sớm hơn. Trước đây thường 1 năm 3 năm, nhưng mà cuộc sống ngày càng hiện đại, ngày càng văn minh, tất bật với tất cả công việc của mình, thì có thể tùy gia đình rút ngắn cái thời gian thì có thể là 3 tháng 10 ngày. Thì việc chia sẻ của Tuyết Nhung, chúng ta thấy được đây là một cô bạn diễn rất ăn ý của Trường Sang trên sân khấu.
lúc nào cũng theo dõi và quan tâm đến bạn diện của mình, cũng như đã nhắn gửi, cũng như thấu hiểu được cái nỗi buồn của Trường Sang ở lúc này. Thì rất là nhiều cô chú anh chị khán giả đã có thể nói vô cùng khen ngợi với cái đức tính này của Tuyết Nhung, mà chúng ta thấy được ở cái live show vừa qua, khi mà Tuyết Nhung cũng đã bật khóc trên sân khấu khi hát trong cái live show cùng với nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, cùng với người chị Quỳnh Trang và em út Thiên Ngân, trong cái ca khúc là Lá Sầu Riêng, với những cái lời hướng dẫn dạy bảo tân tình từ người mẹ của mình, thì Tuyết Nhung lại nhớ về người mẹ kính yêu, một ngôi sao sáng giàu lòng nhân ái xuất hiện ở chốn trần gian, đó là ca sĩ Phi Nhung, đã cho Tuyết Nhung có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Cũng như mới đây Tuyết Nhung đã công chiếu trên kênh YouTube của mình một cái ca khúc là Ai Trả Lương Cho Mẹ, thì Tuyết Nhung nói rằng Tuyết Nhung có tới hai người mẹ, đó là một người mẹ ruột, mẹ đẻ đang sinh sống cùng với Tuyết Nhung, và một người mẹ đã về cõi Phật. Hai người mẹ, một người sanh, một người dưỡng, cả hai rất yêu thương Tuyết Nhung. Và Tuyết Nhung thật sự rất là hạnh phúc khi được làm con của hai người mẹ, đó là một điều tuyệt vời. Ca khúc Ai Trả Lương Cho Mẹ thì đây là ca khúc nói về những cái việc làm, những cái tấm lòng của người mẹ chăm lo cho gia đình, chăm lo cho các con giấc ăn miếng ngủ. Và người con đã lớn thấy được những cái việc làm của mẹ thì rất là xúc động về điều đó. Thì bài hát này hiện tại trên kênh YouTube của Phạm Tuyết Nhiêu Singer cũng đã đạt được 13.000 lượt xem. Vì vậy cô chú anh chị, ai chúng ta chưa xem ca khúc này thì hãy vào nghe cái ca khúc. Ca khúc này hát rất là ngọt ngào, chạm đến trái tim của những người con khi thấy được những cái việc làm của đấng sanh thành, lúc nào cũng chăm lo cho con. Đó là một điều mà những người con rất là hạnh phúc được cha mẹ yêu thương, thấy được cái công lao chăm sóc dưỡng dục của cha mẹ dành cho con. Ca khúc này hiện nay rất là nhiều cô chú anh chị khen ngợi giọng hát của Tuyết Nhung. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.